Xin kính chào tất cả mọi người trong ban tổ chức và các bạn học sinh, sinh viên thân mến. Cũng rất là nhân duyên khi Long Quang được tham dự khóa học về tuổi trẻ đam mê và khát vọng này. Và ngày hôm nay thì là bài tập để có thể tốt nghiệp được khóa học. Thì do cho máy tính thì không có tai nghe, có thể có speaker, cho nên là Long Quang xin được quay lại cái clip nói về vector của cuộc đời cùng chia sẻ với mọi người và để hoàn thành bài tập. Thì như một nhân duyên, trước đây thì khi mà trong cái clip trước thì cũng có kể về sơ qua về cuộc đời của bản thân và thấy rằng cuộc đời mình rất là may mắn khi mà được có duyên với chùa, với đạo Phật và được học những giáo lý của Đức Phật. Thấy đó là những giáo lý giúp cho con người ta đạt đến được sự giải thoát, giác ngộ và một lòng tôn kính Đức Phật, xin được làm hạt bụi dưới chân Đức Phật. Thì cái vector của cuộc đời, bản thân Long Quang thì đi tu cũng được 10 năm. Thì tức là trong cái môi trường của người tu thì đã vô tình, nói chung là trước đây thì chưa học thầy Quân thì chưa biết về bốn vòng tròn đào tạo, nhưng mà trong môi trường của người tu thì vô tình đã được rèn luyện về cái vòng tròn cốt lõi nhất, đó là rèn luyện về trí tuệ, từ bi và định, hay là giới định tuệ đó, giới định tuệ thì trí tuệ từ đạo đức và nghị lực. Thì trong chùa có những giới luật, có những cái điều căn bản mà người muốn xuất gia phải thực hành. Và sau khi được học Phật Pháp với những năm tháng trong chùa, được rèn luyện, được những vị thầy lớn chỉ dạy và đi học tập, thì Long Quang nhận ra được rằng chỉ có con đường của Đức Phật đã đi qua và chỉ lại cho chúng sinh mới là con đường thực sự giải thoát giác ngộ, vượt thoát được khổ đau, vượt thoát được sinh tử luân hồi. Và cái sợi chỉ đỏ đó chính là tu tập, rèn luyện ba gốc và phụng sự mọi người. Trong nhà Phật giáo thì có tinh thần của Bồ Tát Đạo, và Long Quang được tiếp xúc với Phật giáo Bắc Truyền, hay cũng có tên khác là Phật giáo Đại Thừa. Thì cái tinh thần Bồ Tát đó là phụng sự mọi người, tức là cúng dường chư Phật và tu tập bản thân mình. Qua những cái công việc phụng sự đó, trau dồi về trí tuệ. Trong nhà Phật có câu là gì? Duy tuệ thị nghiệp, có nghĩa là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Và khi phụng sự thì mình phải có từ bi, nhưng phải có trí tuệ soi đường, và cuối cùng là cũng tu tập thiền định và những cái công việc để giúp cho định của mình tăng trưởng, để cho giới định tuệ của mình tốt hơn, hay trí tuệ, đạo đức và nghị lực của mình được tăng trưởng mỗi ngày. Và đó là cái sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Và đến khi mà mới vào chùa thì cái tâm của mình nó chưa lớn, nó còn ban sơ, chưa có nhiều cái khát khao, hay chưa có nhiều cái mãnh liệt của người tu. Nhưng mà đến bây giờ thì thấy rằng là gì, thực sự cái con đường của mình đi đã xác định được. Và nhất là sau khi được gặp thầy Quân, tìm ra được học và được chỉ ra những cái giáo được, tức là những giáo lý căn bản đã được học trong Phật giáo, được thầy Quân chia sẻ một cách rất đơn giản và được học tập rất nhiều từ thầy để có thể định hướng và có thể làm một cái phương tiện để chia sẻ cho mọi người. Đó chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt của cuộc đời, và xác định xác định cuộc đời mình đi tu để rèn luyện ba gốc và phụng sự mọi người. Đam mê của bản thân thì thực ra trước đây thì khi chưa vào chùa thì có những cái đam mê rất là đời thường, như là thích đá bóng, hay là thích đá bóng, hay là thích học về vi tính. Nhưng mà đó chỉ là một những đam mê rất là bình thường. Nhưng mà khi đã vào chùa rồi thì đam mê của mình đó là được làm việc thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và chia sẻ Phật Pháp đến với càng nhiều người càng tốt. Mong muốn, khát khao và có hành động chưa? Thực ra thì từng đó năm đi tu cũng có mong muốn là được chia sẻ đến thật nhiều người, giúp đỡ thật nhiều người, làm việc thiện thật tốt. Nhưng bản thân tự nhận thấy là mình
chưa thực hiện tốt, chưa thực hiện được, chưa mở rộng được những cái chương trình thiện nguyện hay là những cái chương trình để chia sẻ Phật pháp đến mọi người, mới chỉ có thể các hoạt động thiện nguyện nhỏ và có những tổ chức khóa tu cho học sinh, nhưng mà chưa thực sự đưa những cái giáo lý của Phật giáo vào trong đời sống và trong tâm khảm của bạn học sinh sinh viên. Thế nên là sau khi gặp thầy Quân thì và tham dự cái lớp khát khao tuổi trẻ này thì cái mong muốn khát khao thì nó càng được khẳng định hơn, và có những cái hành động rèn luyện cùng các bạn trẻ để hiểu được tâm tư tình cảm và những điều mình có thể chia sẻ với các bạn, và như vậy thì cái điều đó mới đem đến Phật pháp đến với lớp trẻ, và điều đó là mình điều mà mình mong muốn. Sở thích của bản thân thì vì trong chùa nên là cũng có những sở thích rất là may mắn ở trong chùa được rèn luyện, đó là đọc sách và ngồi thiền. Đó là những sở thích căn bản và trong chùa được rèn luyện trong gần ấy năm. Và bản thân thì thích thể thao, như cũng chia sẻ là thích bóng đá hay vận động để cho mình cơ thể mình được vận động và đỡ bị chây lì. Khi mà bản thân có thời gian rảnh á thì có thể là đọc sách, ngồi thiền trà, nói chuyện cùng với huynh đệ, hay là có thể là đi làm những công việc quanh chùa, để đó để tích phước. Đó là cái thời gian rảnh của bản thân. Thì trong vì khi đi tu thì có những cái giới luật và có những cái điều mình phải cố gắng nỗ lực. Về dấu ấn của cuộc đời thì từ nhỏ đến trước khi vào chùa thì tự nhận thấy là bản thân như là gà công nghiệp, bố mẹ bao bọc, ít va chạm, không học được những giá trị cốt lõi. Và từ khi sinh ra cho đến năm 20 tuổi, đến khi vào chùa đến năm 20 tuổi thì là như một gà công nghiệp và không được tiếp xúc và không biết đến đến vòng tròn cốt lõi, đó là trí tuệ, đạo đức và nghị lực. Chỉ khi vào chùa được rèn luyện, được học theo những giáo lý mà Đức Phật chỉ dạy thì vô tình mình đã được chạm vào cái vòng tròn cốt lõi, đó là trí tuệ, đạo đức và nghị lực, hay giới định tuệ trong nhà Phật. Đến năm 20 tuổi vào chùa rồi thì với tự nhiên năm đó thì có một cái khao mong muốn là mong muốn thay đổi bản thân, rèn luyện bản thân, dậy sớm tụng kinh, thời khóa, lao tác, tích phước. Chỉ nghĩ đơn giản như vậy, nhưng mà rồi cuối cùng thì nhân duyên đưa cho bản thân đi xuất gia và học theo hạnh của người xuất gia. Đến khi học theo hạnh xuất gia, rèn luyện ba gốc giới định tuệ thì có trải nghiệm và thực tế về việc tu tập và được đi học các thầy, các vị thầy lớn, các vị thầy có những cái sự tu tập rất là chuyên sâu, các thầy ngồi thiền rất là lâu, có cái sự trải nghiệm, sự tu tập rèn luyện về đạo đức, nghị lực và trí tuệ rất là lớn. Và như vậy thì bản thân được được nâng cấp hơn và bản thân được rèn giũa, được trau dồi thêm về giới định và tuệ. Giờ thì cảm thấy bản thân là cần phải trau dồi hơn nữa về kỹ năng soạn bài, chia sẻ và thực tế về thiền để có thể lan tỏa điều này vào cuộc sống, và nhất là đến thế hệ trẻ, đến những người trước mắt là ở Hải Phòng, và sau này có nhân duyên sẽ chia sẻ thêm nhiều bạn trẻ trên toàn quốc. Kinh nghiệm và kỹ năng thì cả bản thân thì tu học trong chùa 10 năm. Thì trước đây thì là ở nhà thì như gà công nghiệp nên cũng không có nhiều kỹ năng nhiều và không có kinh nghiệm nhiều. Nhưng vào chùa thì môi trường tự lập giúp cho bản thân mình phải có tự thành lập những cái thói quen, dậy sớm, thức khuya, rồi nhẫn nhịn, sau đó là gì? Kỹ năng về giao tiếp để có thể giao tiếp chia sẻ với mọi người, và bản thân được đi học về thiền từ những vị thầy Nam Tông, học ở trường Phật học 4 năm và tu tập rèn luyện hàng ngày, vẫn rèn luyện hàng ngày là ngồi thiền. Nhưng mà sau khi tham gia lớp đam mê tuổi trẻ khát vọng vẫn đọc sách và ngồi thiền hàng ngày trước đó, nhưng mà khi tham gia cái lớp tuổi trẻ đam mê và khát vọng này thì lúc đó mới bắt đầu rèn luyện về thân tâm, thân
trí và thân, tâm và trí. Thì thân thì cố gắng chạy bộ rèn luyện cùng các bạn trong nhóm, và nhóm rất là tích cực, thì giờ cảm thấy rất là vui khi được đồng hành cùng các bạn trong nhóm. Sở trường vượt trội thì tự nhận thấy bản thân là có thể có khả năng kể chuyện, còn cũng không có gì vượt trội lắm, biết cách kể chuyện thôi. Thì cũng đang cố gắng rèn luyện hơn nữa. Công việc đang ngành đang học có trùng triết lý không? Thì thực ra rất là may mắn đi theo con đường của Đức Phật đã chỉ dạy và theo chân của Đức Phật, nên là một người xuất gia, một vị tu sĩ, thì mình học Phật và thiền thì cũng là cái công việc mình, có thể cũng có thể nói là công việc, nhưng mà có thể nói là một cái duyên đi tu. Và nhờ cái duyên này thì được rèn trí tuệ, đạo đức và nghị lực hàng ngày để có thể tăng trưởng những ba cái gốc đó để giúp cho mình tăng trưởng hơn. Thì sau khi học khóa này mình cảm nhận được rất nhiều điều và thấy rằng là bản thân mình cần nỗ lực hơn để có thể chia sẻ những điều này đến cho các bạn trẻ. Mong mọi người có thể để nhận xét và chia sẻ thêm, đóng góp ý kiến để Long Quang có thể để, chia sẻ nhiều hơn nữa đến các bạn trẻ. Xin trân trọng cảm ơn.